Và hôm nay thì mình và bạn Thành và... Ba Tê. Ba Tê. Ok mẹ. Ok, Thành Ba Tê chứ không phải là Thành BD nha. Và cũng chuyện là rồi, từ hôm nay hãy gọi Thành là Thành BD. Từ hôm nay hãy gọi Thành là Thành BD. Rồi, và bây giờ thì... Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một cái thử thách, đó chính là trà đào khổng lồ vào đây. Chúng ta có hai cái ly bự tổ mẹ, một dĩa đầy gói trà đào và một dĩa đầy đào. Và chúng ta sẽ thực hiện là một cái thử thách làm đầy cái ly đào này. Và ai uống xong trước là thắng. Trời ơi. Còn người thua thì phải thực hiện theo hình phạt mà người thắng đưa ra. Hết rồi, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu làm thôi. Ở đây thì Nhi có chuẩn bị là 10 gói thì suy gần nó là 5 gói hết. 10 gói này là 10 gói đào á. Trà đào. Trà đào á. Đây. Ok, mọi người 5 gói nha. Nhi sẽ bỏ vô. Để ở giữa. Cho nước vô. Wow. Anh dính tay lại nha. Thôi khỏi, nó không có sao. Rồi ok tới anh hả? Nóng quá. Ta. Ý nó tan tan ra nè. Trời ơi, còn hơn là núi lửa phun trào nữa các bạn. Khói nó bốc lên cao từ ngọn núi lửa đó kìa. Giống như chơi trò chơi câu cá vậy đó các bạn. Này là trong thời gian chờ nó tan hết đào thì Nhi sẽ cắt đào. Nhi để coi coi, 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 4 cái rưỡi. Thì là mỗi đứa 2 cái, còn nửa cái để chưng. Ok, nửa trái để ăn riêng á. Ăn riêng. Ăn riêng. Ôi giời ơi, nước đào nè. Cắt mỏng không em? Tùy anh thích ăn dày thì anh cắt ít miếng, còn thích ăn mỏng thì cắt nhiều miếng. Em cắt vừa, không quá dày cũng không quá mỏng. Vậy anh cắt phần 3. Rồi. Xong giờ để bỏ đá thôi mấy chị. Rồi, giờ bỏ đào vô không? Chưa. Bỏ đào vô. Ủa, anh rớt cái đó ra đó hả? Tuy nhiên, nếu anh thích thì anh cứ để đó, cũng không sao hết. Tại em vớt ra cho nó dễ uống thôi. Hợp quá bà con ơi. Đây là đường tố ấy bạn. Đường ăn. Thế thì giờ nào ngọt hơn? Nếu mà thấy lạc quá thì chúng ta bỏ đường vô nha. Nhưng mà đừng có bỏ nhiều quá, bị bệnh tiểu đường này. À, tiểu đường. Bọt trà đào thì bây giờ chúng ta bắt đầu uống thôi. Bây giờ Nhi sẽ bấm dây. Vô. Từ nghe bạn tôi. Được chưa? Ok. 1, 2, 3. Đào. Uống gì đâu mà cầm. Nhìn thiên hạ làm gì. Uống đi. Cái này mà hút một lần mạnh đó là tê lên tới não luôn ba. Bởi đó là lý do tại sao em ghét bỏ đạo dưới mà hồi đạo là ngắt cắn không nổi luôn. Trời ơi lạnh quá, lạnh quá. Không nhìn thiên hạ đâu. Nào chúng ta cùng thưởng thức nhé. Nào là mình cùng lại đây. Miếng đào là tuyệt vời đó. Ờ, ngon quá. Được rồi. Thật chua. Mày vô bà con ơi. Bây giờ bán một ly 5.000 rẻ hơn ngoài đường luôn nè. Cái lạnh nó lên tới não rồi. Có bạn nào muốn uống trà đào không? Hình như là không. Bây giờ chắc phải chia sớt với những bạn đang xem video. Tại vì những bạn ấy đang rất là thèm. Ở đây có một đống uống không nổi. Còn những người thèm không có uống. Cảm thấy cuộc đời không có công bằng. Quá bất công. Sau gần 2 phút. Đây, còn 10 giây nữa là 2 phút. Mà chưa được nửa ly nữa.
hai phút mà nửa ly ông câu bò. Cái này thích hợp với mọi người mà kiểu gia đình khỏe, ăn khỏe. Hai cái này là combo. Combo gia đình á. Hay là đi một tớp bạn đông người thì được nha. Chứ một mình mà một đi học lớp á, đi học lớp thì được. Một mình mà một cái này thì sao trời? Chắc phải có động lực gì đó, phải ví dụ cho uống hết cho 5 triệu, cho trời 2 triệu. Ôi, đúng rồi. Uống hết cái bình này cho 2 triệu nó uống nổi. Nhập 4 cây ống hút luôn rồi đó. Cảm giác sau 2 phút 40 giây của em như thế nào? Lạnh teo não. Nghi đã lạnh teo não rồi các bạn. Còn mình thì mất cái não. Bay não, quá lạnh. Trời ơi. Lên tới não luôn á. Hút một phát là lên một cái não luôn. Ê buốt quá. Bắt đầu thấy no rồi đó. Uống xong này chắc khỏi ăn cơm nguyên ngày. Cảm giác ê buốt suốt cả ngày dài. Sống gì uống trà đào được rồi. Sống qua ngày. Cả thanh xuân. Nhìn cả thanh xuân bị ăn hết bình trà đào. Ai là cái người đề cái thử thách này vậy trời? Sau cái thử thách mà cái gì nào thâm cái trọng khổng lồ đó. Bắt đầu bây giờ cái gì cũng khổng lồ. Là anh nờ cái thử thách khổng lồ dưới trà sữa khổng lồ nè, kem khổng lồ nè, rồi bánh khổng lồ nè, rồi trà đào khổng lồ, bánh tráng nướng khổng lồ, tùm lum cái khổng lồ luôn. Tự nhiên khổng lồ chi, giờ từ nay về sau cái gì cũng khổng lồ. Xong mà no nguyên ngày luôn. Kiểu quay à, quay nữa. Thao bánh khổng lồ á nhớ không? Ơi, 6 phút rồi thưa các bạn, nhưng mà vẫn chưa có hơi hứng gì, mới được nửa bình nè. Trời, em còn chưa bằng anh nữa nè. Từ đây nè. Mình là mình uống được nửa bình rồi đó. Còn Nhi là hồi nãy là bắt đầu từ đâu vậy? Ồ, cũng cao mà, vậy là cố gắng rồi. Bắt đầu thấy no no rồi đó, ngán rồi. Nhưng mà vì là thử thách cho nên là phải chia ra 2 bình. Mười giây nữa, 7 phút. Để thở cái coi. Tự nhiên, anh tưởng cái thứ này có chịu thua không? Có chứ. Mà chịu thua là thường phạt rất là nặng. Thường phạt là gì vậy? Ủa, ai thắng người ta đặt ra mà. Nhưng chưa. Mà em nói lên nghe đi. Nếu em thắng không? Đúng không? Nếu em thắng thì cái ly của anh nè, em sẽ dớt hết đào ra, đổ nước lên đầu anh. What? No no no. Yes yes no 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 no. Đương nhiên. Vậy tôi sẽ gán tôi ăn tôi bào á. Gán đi, gán bào đi. Em có cảm thấy nó lạnh lạnh không? Lạnh lạnh cái đầu á. Bây giờ toàn thân em nó lạnh buốt giá luôn rồi, không ghi một cái đường nào nữa. Đóng băng luôn rồi. Cái độ chịu lạnh của em nó kém quá là. Nhỏ lớn mà đi Sapa chơi. Mà chịu lạnh không nói làm sao đi Sapa được. Sapa cũng mát mặt luôn hết rồi. Đúng rồi, mình nói chữ Sapa là chữ P, nó không phải xì ra. Chữ P đúng không? Chữ P, chứ mà chữ P. Sapa đó. Vậy mai mốt em được đi sắp pa nữa. Lạnh luôn. Pa. Uống nước đá nhiều quá. Trời ơi. La no wa mê ba ơi. No wa mê ba ơi. No wa mê anh ơi. No wa mê chị ơi. Lạnh rồi đúng không? Có là thấy lạnh lạnh rồi đúng không? Cho biết hết lào rồi, đóng băng. Hết lào là lễ lộ. Hồi nãy muốn làm cái bắt cực á. Thôi đi Sapa đâu. Đi Sapa là có bắt cực.
Ủa bây giờ môn đều biết lý rồi phải làm sao? Là ai chịu thua? Thôi bây giờ hai đứa mình đều thắng đi. Không có chuyện đó đâu mày. Mơ đi, mơ đi. Thân nhau rõ ràng chưa? Nè nè nè, em nhìn theo cái góc cạnh của anh nè. Đâu? Bây giờ thôi, không, không có hút nữa. Không có nhìn góc cạnh thôi mà được. Mà cái này có đau. Bây giờ hai người hời nhau được chưa? Hay là hai người thắng? Hai người về đi. Hai người về đi. Chứ lạnh quá cái này. Ok mà. Ok. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để mình và bạn thành BD. Ê bà là bạn thành BT. Thì có nhiều video mới hơn nữa nha. Và các bạn nếu có ý tưởng cho thử thách gì liên quan tới hai chữ khổng lồ thì nhớ comment ở dưới nè. Mình nếu mà comment nào đặc biệt, comment nào mình được như thả tim thì chắc chắn sẽ được như được thiện nha.